Mọi người ơi, cái bẫy này đã dính được con thỏ rừng rồi mọi người ơi. Nè. Đu. Thôi chứ mình bắt này không. Chào mọi người nha. Hôm nay là mình đi đặt bẫy chồn nha mọi người. Hôm nay là mình chỉ đặt ở, nói chung là đây mọi người, ở mấy cái lô cà phê đây mọi người. Bên 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 kia là bụi 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 rậm luôn. Lúc trước là mình đi chỗ này là mình phát hiện ra là có cái con thỏ rừng mọi người. Đi mình đi làm mà thấy nó ỉa vô mấy cái cây cà phê mọi người, ở dưới cốc nó là nó có thỏ rừng nha mọi người. Ngày hôm nay là mình sẽ qua khu này đặt thử nha mọi người. Khu này nói chung là mình đi làm hay gặp nhiều gà rừng lắm, gà rừng này, thỏ rừng này, mấy con chồn mướp cũng có nha. Bây giờ là mình sẽ đi đặt thử khu này, nhưng mà mình đang đi đến chỗ này mọi người. Đây này, mình phát hiện ra tổ của con ong mọi người này, thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây mọi người, đây là ong gì, ong mật hay ong gì đây, chắc nó vừa mới làm rồi mọi người. Mình đang định đi xe chui vô chỗ này á thì lại gặp nó. Đây xe mình đây, lẽ mình đi xe chui vô đây nha mọi người, nhưng mà lại nó làm tổ ngay chỗ này luôn. Giờ mình thử lấy cây mình cào cào thử là có gì đó nha, chắc nó có mật chưa nha. Cái này lại chưa chưa có gì mọi người ơi, nó vừa mới nó đi làm tổ đây thôi. Rồi mình cứ để yên nó đây nha, mình đi đặt bẫy chồn nha mọi người. Mình vừa đi kiếm mấy bẫy chồn mọi người, nói chung là dọc cái đây này mình cũng phát hiện ra nhiều virus có nha mọi người, nhưng mà nó cũng không không rõ lắm đâu mọi người. Này đây này, đây này, giờ trời mưa, hôm qua trời mưa mọi người, nó dẫm tối qua này, nó bể bể đây đây này, đây đây này mọi người này. Nói chung là nó dẫm đây xong rồi nó trượt xuống ấy. Nhìn lên này, này là thấy thấy này, giờ chói chói quá mọi người. Đây này, đây mọi người để ý kỹ nha, đây này nó dẫm này, đây chắc chắn là vết cổ chuồn mọi người. Đây này. Rồi cái lúc mình đặt đây là mình sẽ không quay đâu nha mọi người, để đến sáng mai mình đi thăm ạ, là mình sẽ quay cho mọi người xem là xem mình có được có nhiều nha mọi người. Thì nữa mình cũng sẽ đi ra cái khu bên kia để mà xem thử là lúc trước mình thấy phần của con thỏ rừng là liệu nó có còn không nha mọi người, nếu còn mình sẽ đặt bẫy luôn thỏ rừng luôn nha mọi người. Mình vừa đặt xong bẫy đó mọi người ơi, nhưng mà mình vòng xuống chỗ này là thấy phát hiện là dính này rồi mọi người này. Đây được một một em sóc này mọi người này, đã ghê luôn đấy. Vừa mới đặt xong rồi quay lại thấy dính rồi. Rồi giờ mình sẽ cỡ con này nha, hẹn mọi người vào sáng mai cùng mình đi thăm bẫy nha mọi người. Chào buổi sáng nha mọi người. Giờ là mình bắt đầu đi thăm bẫy nha. Không biết là khu này có chồn không nữa. Chỗ này là mình phát hiện hôm qua là có dấu nó đi trên kia mọi người. Mình đã đặt này mà nó không dính mọi người. Từ trên kia hôm qua nó bước xuống mọi người. Mình đã đặt chỗ này này mà nó không dính gì hết này. Đây. Rồi, giờ mình sẽ đi cờ bẫy nha mọi người. Cái bẫy nào dính thì mình sẽ khoanh nha mọi người. Mọi người ơi, cái bẫy này đã dính được con thỏ rừng rồi mọi người ơi. Đây nè. Đồ, đây có thỏ rừng thật mọi người ơi. Đã ghê luôn đấy. Đây,
mình đã bắt nó rồi nha mọi người. Đù, không ngờ đây có thỏ rừng luôn mọi người. Đã rồi, giờ mình sẽ bắt ở đây nha mọi người, không thì nó đù chân nó sắp bị đứt mọi người. Đây này, đù hay ghê luôn á, cùng những thỏ rừng thật luôn mọi người. Ồ, lần đầu tiên này qua đã luôn. Thỏ rừng mọi người ơi. À, mình cũng vừa ra kia bỏ vô bao rồi mọi người ơi. Đù. Cái con thỏ rừng này lúc trước là nó ở khu khu phía bên kia mọi người. Tự nhiên mình đi đặt ở khu bên này thì nó là dính như bên này. Chắc là nó đã chạy qua bên này nên nó ở rồi mọi người. Đây này. Đây là khu này là mình chưa thấy phân của nó nha mọi người. Nhưng mà cái khu bên kia lúc cái khu mình đầu tiên mình đi ngày hôm qua mọi người, khu đó là mình nghe thấy phân của con thỏ này mọi người. Mà giờ là mình đặt chỗ này là mình đã bắt được nó rồi. Đây chỉ là con nhỏ nó thôi. Không biết là con mẹ nó vẫn còn nè mọi người. Đây là dính chỗ này nha mọi người. Và được con thỏ rồi đấy. Đúng, quá đã luôn mọi người. Lần đầu tiên mình bảy cặp kiêng là dính con thỏ mọi người nha. Chứ mấy năm trước là mình đánh lưới thì có dính nha, có bắt được, nhưng mà bảy cặp kiêng lần đầu tiên dính thỏ mọi người. Chỗ này thì không dính rồi mọi người ơi. À, đã rồi. Lần đầu tiên đấy. Bảy dính thỏ rừng luôn. Rồi tiếp tục đi nha mọi người. Bảy mình còn 5 6 cây nữa là hết rồi mọi người. À, giờ phía trước của mình thì còn ba cái bẫy nữa thôi mọi người. Cũng sắp hết rồi. Nhưng mà hôm nay nói chung là rất là vui mọi người ơi. À, lần đầu tiên á, là mình bẫy được con thỏ rừng của mọi người. Mình thì bắt bằng lưới thì cũng cũng bắt được 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 nhiều rồi mọi người ơi. Nhưng mà lần đầu tiên là bằng bẫy cặp kiềng á, là bẫy dính được con thỏ nha mọi người. Quá đã luôn. Nói chung là khu này á, thỏ vẫn rất là nhiều nha mọi người. Mà cái mùa mùa khô của năm trước ấy, mình đi là mình thấy phân của nó rất là nhiều luôn. Năm nay thì mình chưa thấy phân của nó, của con cút tụi bay kìa. Năm nay thì mình chưa thấy phân của nó, nhưng mà đã bởi dính được nó rồi. Chỗ đó còn đó mọi người, mai một mình sẽ quay lại chỗ đó đặt tiếp, chỉ đặt đặt giày chỗ đó luôn, và mình tin chắc là chỗ đó sẽ còn đó mọi người. Giờ mình chung đây là con nhỏ thôi, không phải là con mẹ của nó đâu, đây mới là con thôi, chắc còn chi nhiều mọi người. Giờ mình sẽ ra kia thăm nốt ba cái bẫy còn lại, hy vọng là sẽ dính còn gì đấy. Cái chỗ phía trước này là hôm qua là mình có dính con sóc buổi chiều ngày hôm qua mọi người. Rồi không có gì rồi mọi người ơi. Đây này, chỗ này hôm qua là buổi chiều dính con sóc á mọi người. Chỗ này cũng không dính rồi mọi người ơi. Mình cũng đã vừa thăm xong hết bảy của mình đấy nha mọi người. Hôm nay thì mấy con trồn sóc này nó thì nó không dính nha mọi người. Nhưng mà được một em thả rừng đây nha mọi người. Rồi giờ mình dừng video ra đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những chuyến thăm bảy tiếp theo của mình nha. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người nha.